Không chỉ đóng vai trò là lá phổi xanh điều hòa không khí chống ngập úng, các diện tích ao hồ luôn có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo cảnh quan đô thị. Thế nhưng diện tích ao hồ ở Hà Nội lại đang bị thu hẹp và tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng, khiến cho người dân chỉ còn biết tiếc nuối khi nhớ về. Chỉ tay về phía khu đất trước đây là hồ cá hay hồ bể bơi theo cách gọi thân mật của người dân, ông Vũ Bằng Tùy tỏ ra nuối tiếc vì cả một cái hồ rộng lớn kéo dài từ sau Gò Đống Đa đến hết ngõ 24 Đặng Tiến Đông nay đã trở thành bãi đất, nơi thì xây nhà, nơi sắp thành công trường. Lúc có hồ thì là các cháu ra hồ bơi, gọi là hồ bơi đấy, thì cũng đẹp. Nó có ba cây dừa của thời cổ ngày xưa, tức là để người ra đấy là chơi. Nó có cả bậc cầu ao đá bằng đá đấy, thì là bọn tôi hay ra đấy để tắm, chơi, nhảy rông đấy. Đẹp như thế nhưng bây giờ hết. Chung như hồi xưa ấy thì nó đẹp lắm đấy, thế nhưng mà bây giờ thì càng ngày càng đô thị hóa phát triển thì nhà mọc lên, người đông lên. Cái chuyện đấy thì cái chuyện do là cái đất nước phát triển thì cũng không biết thế nào, nhưng mà nên đã là hồ nước thì nên là để giữ tồn tại, để cho giữ cho con cháu. Tiếc nuối là cảm giác của nhiều người dân sinh sống tại khu phố này khi chứng kiến hồ cá biến mất. Không chỉ mất đi bầu không khí trong lành, không gian sinh hoạt gần gũi, người dân còn đang phải chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn do hồ bị lấp. Có những nhà ngập vào tận nền nhà, chứ mà từ năm đó thì mưa gió thì là nó chỉ có độ mấy tiếng sau thì là nó rút hết nước ngay, chứ còn lúc mà chưa nấp hồ thì là mưa nó rút lên đây. Đáng nhẽ hồi xưa cái này là đã định làm cống rồi, nhưng vì một lý do gì đấy thì đâm ra là để đến độ khoảng gần 20 năm nay rồi, thế là nước bây giờ là có chỗ có cống thì chảy, còn không có cống thì lại ngập. Theo thống kê, thời điểm năm 1995, nội thành Hà Nội có tới 2.100 hecta mặt nước. Nhưng đến thời điểm này, diện tích mặt nước chỉ còn 1.165 hecta. Sự sụt giảm này một phần do đô thị hóa. Nhưng ở một góc độ khác, nguyên nhân chính là sự yếu kém, buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở dẫn đến việc san lấp, lấn chiếm, hồ biến thành bãi rác thải và trở thành hồ chết.